Cuối tuần vừa qua, Thiền viện Sunatharam tại Escondido đã trân trọng tổ chức Đại lễ Dâng y Katina 2013 và chương trình Thắp sáng 2013 ngọn nến bình an, tình thương, niềm tin và hy vọng. Chương trình gồm có Thắp sáng 2013 ngọn nến, các chư tăng khất thực theo truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy dùng cơm chay buổi trưa, khai mạc đại lễ dâng y Katina, khai mạc chương trình Cuộc hành trình đi tìm lại niềm tin và hy vọng, chương trình văn nghệ dưới sự bảo trợ của ca nhạc sĩ tên tuổi như Thanh Tuyền, Sơn Tuyền, Sheila, ban nhạc lừng danh CBC, rất đông đảo đồng hương, quan khách Phật tử San Diego và các vùng phụ cận đã tham dự chương trình tràn đầy ý nghĩa này. VNTV cũng đã có mặt và xin gửi đến quý vị phần phóng sự sau đây. Cảm ơn tất cả quý vị Phật tử từ xa gần đã không ngại mất thì giờ đường xá xa xôi đã chịu khó tới đây. Chúng ta gặp nhau trong một cái ngôi chùa mà đây cũng là cái nhân duyên. Và chúng tôi cùng bắt tay, bắt quyết một lòng cuối cuộc đời và đi theo Phật Pháp. Và những cái gì chúng tôi làm hôm nay và tất cả chúng tôi xin nguyện dâng cho Phật Pháp, cầu nguyện cho tất cả tha nhân được và tất cả chúng sanh được mọi sự bình an, âm siêu dương tới. Và xin cảm ơn quý vị và quý vị nên thưởng thức chương trình văn nghệ hôm nay trong mùi đạo Pháp này. Thank you.
Thanh Tuyền quan niệm rằng Phật giáo chỉ là một thôi, không có phân biệt người Thái, người Ấn Độ, người Việt Nam, chúng ta tới đây đều là con Phật hết. Thì Thanh Tuyền mong rằng quý vị chúng ta gặp nhau, đây là một cái điều rất là hạnh phúc. Kính chúc tất cả quý vị được thân tâm an lạc và mong rằng chúng ta mỗi một ngày còn gần nhau thêm nữa để chúng ta cùng dìu dắt nhau trên con đường tiến tới một cái cuộc đời nó thanh thản hơn. Xin cảm ơn sự hiện diện của tất cả quý vị hôm nay. Sống 40 ngày không có thức ăn, 3 ngày không có nước, 8 phút không có không khí, nhưng chỉ có trong 1 giây nếu chúng ta không có hy vọng. Everyone, please welcome the light of hope.